Ngày 23 tháng 9, tại Hội trường Thành phố Hồ Chí Minh, Đại hội Công đoàn Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 12, nhiệm kỳ 2023-2028 chính thức khai mạc. Dự đại hội, về phía Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam có đồng chí Trần Thanh Hải, Phó Chủ tịch thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Về phía Thành phố Hồ Chí Minh có đồng chí Nguyễn Hồ Hải, Phó Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh. Cùng dự có 549 đại biểu ưu tú, đại diện cho hơn 1,3 triệu đoàn viên Công đoàn thành phố. Đại hội lần này có nhiệm vụ đánh giá kết quả thực hiện nghị quyết Đại hội Công đoàn thành phố lần thứ 11, nhiệm kỳ 2018-2023, đề ra phương hướng, nhiệm vụ, mục tiêu, giải pháp của phong trào công nhân, viên chức, lao động và hoạt động Công đoàn thành phố nhiệm kỳ 2023-2028, đồng thời kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban chấp hành, khóa 11, đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ 13, nhiệm kỳ 2023-2028, dự thảo sửa đổi, bổ sung điều lệ Công đoàn Việt Nam khóa 12. Đại hội cũng sẽ bầu Ban chấp hành Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh khóa mới và bầu đoàn đại biểu dự Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ 13. Với phương châm đổi mới, dân chủ, đoàn kết, phát triển, Đại hội Công đoàn Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 12 nhiệm kỳ 2023-2028 sẽ tập trung thảo luận giải pháp thực hiện chức năng đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động, tăng cường củng cố niềm tin, mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp người lao động, xứng đáng là tổ chức đại diện lớn nhất của công nhân lao động. Sáng ngày 23 tháng 9, ông Dương Hiệp Hòa, Bí thư Đảng ủy phường Đống Đa, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định cho biết vừa nhận báo cáo cụ thể và đang chỉ đạo các đơn vị thăm hỏi, chia buồn cùng gia đình bà Nguyễn Thị Tê, sinh năm 1964, bị tai nạn tử vong ở vách núi Bà Hỏa. Theo thông tin ban đầu, khoảng 16 giờ chiều ngày 22 tháng 9, bà Tê cùng chồng lên lưng núi Bà Hỏa để tìm đào rễ cây thuốc về chữa bệnh. Quá trình này, hai vợ chồng bất ngờ bị ong đất đuổi đốt. Do hoảng sợ nên bà Tê chạy ngược lên núi, còn người chồng chạy xuôi xuống núi. Trong lúc chạy, bà Tê không may bị té, đập đầu vào tảng đá tử vong. Trong khi đó, người chồng chạy về đến nhà thì kiệt sức, được đưa đi bệnh viện cấp cứu. Trong đêm ngày 22 tháng 9, khoảng 100 người dân cùng lực lượng chức năng đã nỗ lực tìm kiếm và đã thấy thi thể. Từ đầu tháng 9 năm 2023 đến nay, Bệnh viện Nhi Trung ương đã tiếp nhận liên tiếp 3 trẻ nhỏ bị ong đốt được chuyển tới cấp cứu trong tình trạng rất nguy kịch. Đặc biệt trong số này, một bệnh nhi 10 tuổi ở Hải Dương đã tử vong do suy đa tạng. Theo Bệnh viện Nhi Trung ương, bệnh nhi tử vong do ong đốt là bé trai tên N.L, 10 tuổi, ở Hải Dương, bị ong vò vẽ đốt trên đường đi học với hơn 100 nốt đốt rải rác khắp cơ thể. Mặc dù đã được điều trị tích cực, nhưng sau 2 ngày, tình trạng bệnh nhi không cải thiện, trẻ tử vong trong tình trạng suy đa cơ quan, rối loạn đông máu nặng không đáp ứng với các biện pháp điều trị. Tối ngày 22 tháng 9, Cơ quan An ninh Điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Vũ Hồng Quang, sinh năm 1977, cựu Phó trưởng Phòng Vận tải Hàng không, Cục Hàng không Việt Nam, Bộ Giao thông Vận tải. Theo thông tin tố tụng, bị can Quang là bị cáo trong vụ án đưa hối lộ, môi giới hối lộ, nhận hối lộ, lợi dụng chức vụ trong khi thi hành công vụ, lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Bộ Ngoại giao, Hà Nội và các tỉnh, thành phố. Ngoài việc khởi tố, ra lệnh bắt tạm giam đối với bị can Vũ Hồng Quang, Cơ quan An ninh Điều tra còn khởi tố, bắt tạm giam Vũ Hoàng Dũng, sinh năm 1987, lao động tự do. Cả hai bị can bị khởi tố cùng về tội đưa hối lộ quy định tại Điều 364 Bộ Luật Hình sự. Cơ quan An ninh Điều tra Bộ Công an đang điều tra mở rộng vụ án để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Chiều ngày 22 tháng 9, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã tới thị sát hiện trường, thăm hỏi và tặng quà các gia đình có người thương vong sau trận lũ quét tại xã Liên Minh, thị xã Sapa, tỉnh Lào Cai. Đây là cơn lũ lịch sử, gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng, khiến 5 người thiệt mạng, 2 người mất tích và 7 người khác bị thương. Các lực lượng chức năng đang duy trì khoảng 300 người tìm kiếm những người mất tích. Đất sản xuất của khoảng 200 hộ dân bị hư hại lớn. Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã gửi lời chia buồn sâu sắc tới những gia đình chịu nỗi đau, mất mát do có người thiệt mạng hoặc mất tích. Thăm hỏi, động viên, chia sẻ với bà con về những thiệt hại lớn về người và tài sản do lũ gây ra, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng yêu cầu chính quyền địa phương tiếp tục huy động lực lượng tìm kiếm cứu nạn, động viên giúp đỡ các gia đình bị nạn và thống kê thiệt hại để khẩn trương hỗ trợ bà con sau lũ. Tối ngày 22 tháng 9, Ủy ban Nhân dân quận 12 khánh thành công viên vui chơi,
giải trí, ẩm thực ăn sương. Công viên được đầu tư trên diện tích 50.000 m2 chia làm hai khu vực. Trong đó, khu vui chơi giải trí, ẩm thực có diện tích 20.000 m2 với 190 gian hàng thương mại, ẩm thực, các khu trò chơi thiếu nhi, thanh thiếu niên cùng các chương trình văn nghệ. Giải trí được tổ chức hàng đêm. Khu công viên công cộng có diện tích 30.000 m2 với nhiều tiện ích. Ông Nguyễn Minh Chánh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận 12 chia sẻ, công viên vui chơi, giải trí, ẩm thực ăn sương khánh thành tạo thêm điểm tham quan, mua sắm, góp phần hình thành và phát triển kinh tế đêm trên địa bàn quận 12. Qua hoạt động của công viên cũng sẽ tạo nhiều việc làm cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn. Ngoài đóng góp lớn về mặt kinh tế đêm còn tạo những bước chuyển lớn cho các ngành dịch vụ, du lịch, động lực phát triển kinh tế.